Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quảng Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hiện giờ là 8 giờ 33 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàng đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A-di-đà, Quan Âm Tỉnh Thất, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A-di-đà Phật. Tổ sư Ấn Quang dạy, nếu trong thời mạt Pháp này đối với bọn phàm phu chúng ta, nếu mà không có lấy nhân quả để mà giáo dục, để mà xiển dương á, thì không làm gì được cả trong cõi này, trong thời đại hôm nay. Lục tạng thì Phật tử nhiều lúc nói về giới luật thì năm giới nhiều lúc mình cũng không nhớ, không thuộc. Dẫu cho thuộc thì thực hành giữa cái hành với cái biết xa một trời một vực. Năm giới thôi. Nếu người này giữ được năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, thì người này là đệ tử của Phật. Người này là Phật tử. Mà người quân tử so với Phật tử thì quân tử xa cách Phật tử một trời một vực. Quân tử là những người có cái khí chất đội trời đạp đất, lấy những ngôn giáo ở bên Nho giáo. Còn kẻ tiểu nhân thì khỏi bàn rồi. Người Phật tử này mục tiêu là họ hành luật tạng, giới luật tinh nghiêm, năm giới giữ trọn vẹn. Thì những người tài trí ở ngoài thế gian á, so bì với họ không kịp. Vì người tài trí á, họ giữ không được năm giới. Họ là tỷ phú, họ có phước, họ hưởng si phước trong đó, họ có trí, họ làm những chuyện chế máy bay, làm kinh thiên động địa. Nhưng mà riêng nơi ngũ giới họ không biết đến tên của ngũ giới là gì luôn. Không biết, cho nên càng tạo tội. Mà càng tạo tội thì tội ngập trời mây bì không biết. Còn những người người ta biết, người ta ngừng lại được. Cho nên trong này nói đến luật tạng, xiển dương nhân quả rất hay. Con em khi còn trẻ không nói nó biết nhân quả, thì đụng con gì nó giết con đó, đụng của người nào nó lấy của người đó. Và 17, 15, 17 tuổi là bắt đầu dục niệm khởi lên, thì họ không biết tổn thân vùi trí, thọ mạng ngắn từ cái dục niệm này, không giữ được. Cha mẹ nghĩ con mình là bình thường, không có gì xảy ra, để khi đụng chuyện rồi bắt đầu mới dạy nó thì nước đã vỡ đê, đã thủng đê rồi, thì đắp lại kỳ công. Phải lo đắp đê khi nước chưa thủng, phải dạy con khi lúc chưa phạm. Nhưng mấy ai hiểu được lời Phật Tổ, biết tất cả chúng sanh, chúng ta là kẻ phàm phu chưa chứng thánh, phải răng dè hàng ngày nói về nhân quả, nói về đạo lý luân hồi, chết không phải là mất. Trong này Ấn Tổ xiển dương nhân quả là cái cốt tủy của luật tạng. Nhớ hít thở. Kinh tạng thì Ngài lấy những bộ kinh dẫn chứng rất siêu tuyệt. Luận tạng thì cái trí tuệ của Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, thì Ngài luận trong đó thì siêu tuyệt. Riêng cái câu mà Ngài nói mà chúng tôi thấy trước giờ
hơn 30 năm mà chưa nghe ai nói đến. Dĩ nhiên có, nhưng mà ít ai dùng cái ngôn từ đơn giản. Ngài nói văn sao thì danh từ đơn giản, thô cạn, nhưng mà nghĩa lý thì thâm sâu, dùng được, giúp cho bạn một đời này liễu sanh thất tử được. Chúng tôi có cảm giác thấy bộ văn sao này giúp cho mình một đời này liễu sanh thất tử, dùng được. Bộ này dùng được. Cái câu mà Ngài nói là chúng tôi thấy ở trong đó Ngài lý luận và luận lý về cái luận tạng siêu tuyệt. Nói về lý tánh con người, chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, với mình với Phật không hai không khác, đồng nhau. Mà do chúng sanh quay lại với cái tánh đức này, quay lại với tánh giác này, hợp với lại trần lao phiền não, tạo ra sát trộm dâm dối, khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo, phải vào tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh, luân hồi. Chúng ta đang là con người nằm trong lục đạo luân hồi, do nghịch lại với tánh đức, trái lại với tánh đức. Cũng là con người mà vì sao họ là đang là con người nghèo khổ, si dại dốt nát, cũng là con người sao bây giờ họ giàu có, tiền xài không hết, của ăn của dư của để. Cũng là con người sao mà họ lại là ăn xin vậy. Cũng là con người sao mà họ lại dốt nát. Cũng là con người sao mà họ lại trí tuệ mà thông minh vậy. Nhân quả hết. Cho nên ông Bạch Cư Dị, ông mới hỏi Ngài Ô Xào Thiền Sư, đại ý của Phật Pháp là gì? Ngài Ô Xào Thiền Sư nói, lắng nghe, đại ý của Phật Pháp là đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Bạch Cư Dị, ông cười, ông nói, cái chuyện này đứa bé lên ba cũng biết. Ngài Ô Xào Thiền Sư nói, vâng, đứa bé lên ba cũng biết, ông già 80 làm chưa được. Không dễ làm đâu. Ngoài đời người ta quan niệm điều ác đó là cướp của giết người, đốt nhà người ta cháy, cướp vợ người ta thôi. Điều đó là ác quá cỡ rồi. Còn cái điều ác vi tế trong tâm là gì? Khởi lòng tham, chiếm hữu vật chất người khác, lợi mình hại người hại vật, không ai biết, nó tinh vi vô cùng, nó tinh vi lắm, nó khôn khéo, nó điêu luyện vô lượng kiếp đến bây giờ, cho nên cái ngũ độn sử nó chậm chạp, nó sai khiến tinh vi, tham sân si mạn nghi kinh lắm, không đơn giản với nó đâu. Phàm không thấy mình phàm là chết cái chỗ này. Và ngông ngông ngên ngên, tưởng chừng mình chứng đắc mình là Bồ Tát thì cái này đọa lạc như tên bắn, nhanh như tên bắn. Văn sao hoằng truyền trọn vẹn tam tạng. Quý thầy cũng bận biểu, một số quý thầy cũng thích những bộ sách khác thì chúng tôi cũng không có ngăn cản. Ở trong phòng thì muốn đọc gì đọc, thì chúng tôi cũng không có kiểm tra được, thì mình cũng in ra đó, ai đủ duyên họ đọc thôi. Số các thầy thì cũng tâm đắc. Bộ này là gốc những bộ khác, phụ trợ giúp. Vì vậy cho nên quý Phật tử không có thời gian để đọc văn sao. Có nhiều người đọc vô thấy cái văn phong không hợp với mình, mới đọc có vài trang, vài lần, vài tháng, vài năm cũng chưa ăn thua, phải chục năm trở lên. Ấn Tổ hay nói ông Khổng Tử là người mà phải nói là trí nhớ ông siêu tuyệt, ông đọc qua một bộ sách ông nhớ thuộc lòng luôn. Thế mà ông đọc một bộ sách đó phải rách gáy ba lần. Cái gáy của sách thì đâu phải dễ gì rách, mà ông đọc ba lần để làm gì vậy? Ông đọc để ông trở thành nhân vật đó, ông đọc để cho ông có cái định, ông phát xí trí tuệ, chứ không phải đọc hiểu để mà biết rồi đi khoe khoang khoác lác. Mình thì chưa đọc thẳng gáy sách chưa thẳng nữa chứ đừng nói rách. Thì thôi giờ lên đây nghe, thích nghe không?
thích mới ngồi đây, chứ không thích thì thôi đâu chịu lên đúng không ạ? Cái buổi giảng này chúng tôi để toàn tâm vô và xem như là chuyện quan trọng nhất. Trừ trường hợp công việc nhiều quá rồi mệt rồi cảm vân vân gì thì chúng tôi ở dưới đó để tĩnh tu. Vừa rồi có ni sư lên nói tuần trước con tưởng thầy lên giảng, nghe thầy không lên giảng tự nhiên nó xìu giống như tụt huyết áp. Khi mà thầy giảng tự nhiên làm cái động lực. Hằng ngày chúng tôi dành thời gian nghe văn sao thầy Nhật Tánh đọc, đó là động lực khích lệ. Nếu không có cái động lực này, nhiều lúc niệm Phật không phục được phiền não, càng niệm càng tán loạn, càng niệm càng vọng tưởng, thấy câu Phật hiệu không hiệu lực bỏ. Nhưng mà nhờ Ngài nhắc cái mình quay trở lại. Bọn phàm phu chúng ta là phải có lời Phật tổ, những người đi trước có thành tựu nhắc nhở. 3 ngày không đọc sách, không nghe pháp thì tâm bồ đề đã thối chuyển rồi. Hôm nay chúng tôi nhắc cái bộ văn sao đó quý vị lưu tâm. Hôm nay làm mấy chục ngàn cái máy, cứ một lần 5 ngàn 5 ngàn, mà nhớ chừng là làm khoảng 6 lần 30 ngàn cái máy MP3 nhỏ nhỏ, tiện lắm. Nhưng mà Phật tử nói máy có hình nhìn thầy thích hơn, máy MP3 không thấy thầy đâu hết, chán quá. Ôi trời ơi, cũng là cái tiếng của ổng chứ cái tiếng của ai đâu. Nhìn ổng lâu lâu nhìn lần được rồi, chứ làm gì mà cứ dằn mấy màn hình hoài. Màn hình để làm cái gì ạ? Gửi ra cái vùng núi, vùng Phú Thọ, trên núi. Xin được cái máy về, ổng để trên cái bàn 50-70 người tới ngồi coi, giống như hồi xưa mình mà tivi mới ra, mấy bà già ngồi chen chúc nhau coi. Ông đó ông nói còn ông gửi ra chia cho nó tới nhà đông quá rồi. Đi coi giống như đi coi cine hồi xưa, đến giờ rủ nhau đến coi. Còn mình đôi khi được cái hội trường, được cái sân khấu, xem trực tiếp luôn chứ không phải qua màn hình nhỏ. Nhưng mà nói làm sao, ổng giảng ngán quá, lúc nào ổng kêu mình giảng xong. Mình ở đây đang có nhà, có cửa, có vợ, có con, có cuộc sống sướng vậy mà ổng cứ kêu mình chết hoài. Tôi mệt cái ông này quá. Rồi thôi không nghe nữa. Họ không có tâm cầu pháp, họ không có cái tâm xuất ly sanh tử. Họ chỉ muốn lấy cái cõi ta bà này là quán trọ, quê nhà là tam đồ. Còn người họ muốn lấy quê nhà mình là ở lạc bang Tây Phương Cực Lạc, đây là quán trọ, thì ngày đêm họ dùi mài kinh sử, văn kinh, thính pháp. Con người này thọ dụng một đời không hết, lúc thọ mạng hết, niệm trước thọ mạng vừa hết, niệm sâu đã vào trong liên thai rồi. Quý vị muốn vậy không ạ? Đây lời tổ sư nói. Con người chúng ta nếu không có lên thì phải xuống thôi. Ít có tình trạng đứng nửa chừng, lưng chừng, ít lắm. Không thăng thì phải đọa, mà không cầu thăng thì phải thối đọa thôi. Mà cầu thăng thì chỉ có pháp môn niệm Phật là chân cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Một đời này bỏ cái thân giả huyễn này vào trong liên thai về Tây Phương Cực Lạc, lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hệt như cái thân Đức Phật A Di Đà, giống hệt như cái thân Đức Phật A Di Đà, có được gì? Ngũ thông. Họ nhìn họ thấy thiên nhãn thông, họ thấy cha mẹ anh em dòng họ của họ vô lượng đời kiếp ở địa ngục cảnh giới nào rõ, giống như quý vị nhìn chúng tôi mà ngồi sát ở trên này chứ không phải ngồi xa xa nha. Rõ mùng một, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, họ nghe tiếng kêu của tất cả các loại chúng sanh, gà, vịt, heo, chó, người, cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, từng tiếng rõ ràng, phân minh, không lẫn lộn. Kinh khủng không? Túc mạng thông, biết đời quá khứ của họ, vô lượng đời quá khứ của họ, làm con gì,
Họ kêu 500 đời trước làm gì là nó hiện ra trước mặt cho họ biết ngay liền. Túc mạng, tha tâm, tha tâm thông. Họ đang ngồi đây mà họ thấy tất cả mọi người Phật Di Đà cũng giống như họ luôn, nhưng mà cảnh giới trong tâm khác nhau. Cho nên họ biết đâu là Phật A Di Đà, đâu là Quan Âm, đâu là Đại Thế Chí Bồ Tát, đâu là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, vì họ có tha tâm thông, tuy rằng thân tướng giống nhau. Còn mình bây giờ nhìn không biết ai là ai, đúng không? Không biết ai trong nội tâm họ như thế nào, đúng không? Đều là con người hết, đúng không? Nhưng mà hiện tại là họ con người, nhưng đời trước họ là súc sanh mới lên. Họ là cũng con người, nhưng đời trước họ cõi trời mới xuống. Mình một đời là mình quên rồi, đời trước là quên rồi. Đừng nói đời trước, 2-3 năm về trước nó khổ, lên bờ xuống ruộng, đến giờ cũng quên mất rồi. Nếu mà nghĩ cái chuyện khổ đó để cầu thoát ly sanh tử thì người này mau thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nghĩ khổ địa ngục, nghĩ khổ, khổ khổ, hội khổ, hành khổ trong cõi này mà tu thì mau xuất ly sanh tử. Buổi sáng nào chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với các thầy, các cụ. Khi ăn cơm xong không có nhiều, nửa tiếng trở lại. Chúng tôi nói người bên ngoài mà mơ ước như giác nhàn, giống như các cụ, các thầy vô khu chuyên tu thì cái chuyện không phải là dễ. Chồng con, nhà cửa, tiền bạc, sự nghiệp nó buộc ràng không dễ gì được như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng không phải như vậy là an ổn, là mãn nguyện, là an toàn đâu. Cõi này là nó nguy thúy, là không an ổn. Mỗi ngày phải ăn uống rồi sinh hoạt, vệ sinh, đủ thứ chuyện mà làm toàn là từ cái vọng tưởng điên đảo. Không có một cái khả năng gì trong tánh đức lưu xuất hết. Tánh đức lưu xuất đó là tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm của mình phải tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Mất hết khả năng này rồi. Do quay lại với tánh giác, hợp lại với trần lao phiền não, cho nên mất hết khả năng của tánh đức, của thể tánh. Mình với Phật không hai không khác về lý bằng nhau, nhưng sự tướng với diệu dụng khác một trời một vực. Diệu dụng mình là cái thân thôi, nhìn thấy nó mất gớm. Cửu khiếu chính lỗ xuất ra đồ bất tịnh. Thấy thân mình mất gớm rồi, bây giờ mình luyến ái thân người khác làm chi vậy? Phải quán bất tịnh ngay. Mà quán bất tịnh không phải mình ngạ nhòm gốm nó rồi cái là mình hủy diệt cái thân này đi luôn, không được. Quán bất tịnh để không đắm chấp vô đó, được dùng nó để mà nương giả hiển thật, nương cái vọng thân này, giả thân này để tìm lại cái chân thân. Cái cách để tìm lại chân thân thì chỉ có niệm câu Phật hiệu là hay nhất. Giờ cách niệm sao? Phải học cái người đi trước, Ấn Tổ, để mình làm đúng thì có kết quả. Bước vô trong phòng tối, không biết con tắc chỗ nào, mò tới mò lui tìm cho ra con tắc thì đầu đã sưng cục 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 cục, bởi vì đụng vô vách sưng đầu mẻ chán. Không biết ngõ nào mà bật con tắc, vì không biết. Người ta nói vừa bước vô ngay cái cạnh phía bên tay phải, bật con tắc là nó sáng đèn ngay. Cái tâm mình cũng vậy, dùng cái cách niệm Phật, nếu dùng đúng cách một cái là tâm định, 10 ngày là thấy tâm thủy lắng trong xuống rồi. Vọng tưởng còn đó nhưng không tắc ai tắc quái, không tắc oai tắc quái trong tâm mình, không dẫn dắt mình đi làm những chuyện sằng bậy, sát trộm dám dối. 3 năm là phục được nó thành phiến rồi, 6 năm là người này coi như là tự tại lắm rồi. Nếu mà không biết dùng cái cách niệm Phật thì suốt đời cũng là thế thôi. Cũng là gã cùng tử đi lang thang. Tôi thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu vợ, thiếu con, thiếu tình cảm, thiếu 100 loại cái thiếu trong cõi này. Rồi đủ rồi sao? Sanh ra nhàm chán, bắt đầu hưởng si phước. Con người là thế đó đó các bạn. Chưa vô dòng thánh mà. Cái cách Ấn Tổ chỉ mình dụng công
lắng nghe chỗ này ạ. Cái hơi thở mình, tâm thức mình nó chưa có quen với hơi thở, nghe cái là mất, nhìn cái là mất hơi thở. Câu niệm Phật thì càng mất nhanh nữa rồi. Người mà nhớ hơi thở là cái sức định người này sâu. Họ để lên câu Phật hiệu là định tâm niệm Phật liền. Ấn Tổ dạy cái người niệm Phật bí quyết chỗ này: tâm không rời Phật, tâm không rời niệm, miệng không rời niệm, tai nghe rõ ràng từng chữ từng câu, tất bật phân minh, tất bật phân minh. Giữ lòng tôn kính. Những cái câu này là cái từ khóa quan trọng. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại chỗ này. Tâm không rời Phật, luôn luôn nghĩ đến công đức lực dụng của Phật. Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông diệu dụng, tùy nguyện mà đi thọ sanh, chứ không phải mà gì vì nghiệp lực mà thọ sanh nữa. Phật là như vậy, Phật A Di Đà có khả năng này, tùy nguyện thọ sanh. Cái chỗ này quan trọng. Họ về Tây Phương Cực Lạc, họ tu hành thành Phật rồi, tùy theo nguyện lực của họ đi tất cả các cảnh giới để thọ sanh và độ sanh. Mình hằng ngày tâm không rời tham sân si, đó là pháp giới tánh. Khi thọ mạng hết, đi vào pháp giới tướng, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người niệm Phật hằng ngày không rời câu Phật hiệu, miệng không rời niệm, tai không rời Phật hiệu, pháp giới tánh của họ là cảnh giới cực lạc. Lúc thọ mạng, niệm trước vừa hết, niệm sau kế tiếp là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vào trong liên thai liền. Muốn cái điều này không? Danh từ mà niệm của thọ mạng trước vừa hết, niệm Phật xuất hiện liền trong lúc đó để vào trong liên thai vãng sanh của Ngài Thiện Đạo đó. Hay. Giờ mình nhìn lại coi hàng ngày tâm mình có rời Phật không? Có nhiều người miệng họ niệm tối ngày Nam Mô Di Đà Phật, 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 không biết mang gạo tới trưa nay hết gạo rồi, trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không biết đứa con của mình bây giờ nó làm sao đây nữa, chết thiệt ông ơi. Nam Mô Di Đà Phật, ông chồng này tối 10 giờ mà không về, không biết theo con nào nữa. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Miệng không rời niệm nhưng tâm rời Phật, dính vô chồng con thì tâm này đã nhiễm trần niệm Phật, chứ không phải là tâm không nhiễm mấy trần. Tâm không nhiễm mấy trần, chuyện gì đến là nó đến. Ông có đi cho ông đi luôn. Mình có cha Phật Di Đà rồi, mẹ Quan Âm rồi. Đó. Tâm mình bị rời Phật, dầu cho miệng niệm Phật tối ngày, chỉ gieo được cái viễn nhân chút xíu à các bạn. Đời sau cùng lắm được làm người, nghe người ta nói cũng thích thích như vậy, rồi cũng theo niệm Phật. Cái này gọi rằng là gì? Dạo chơi trong pháp môn, rồi lâu ngày đùa giỡn với pháp môn, khoe khoang khoác lác, rồi nghiệp chướng đến cự không nổi, Phật hiệu không đủ sức để cự lại nghiệp chướng, khởi hoặc lên tạo nghiệp thọ quả báo, rồi bắt đầu hỷ bán. Làm gì có ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca nói xạo. Làm gì cách đây mười mớ ức cõi có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Làm gì Đức Phật Di Đà thành Phật mười kiếp rồi hiện đang thuyết pháp bên đó. Làm gì câu Phật hiệu gọi rằng là vô lượng công đức thọ dụng không hết. Bởi vì họ niệm đâu có kết quả đâu. Bởi vì tâm họ rời Phật mà, tâm họ nhiễm trần mà, miệng niệm Phật mà tâm vướng trần cảnh mà. Chỗ này thất bại.
cái chỗ này là cái cửa ải mà hết sức khéo nó mới vô được. Luôn luôn suy nghĩ mọi thứ là giả, chúng ta gần chết, chỉ có câu Phật hiệu thôi thì nó mới rời được, chứ còn không thì nó phải dính. Miệng niệm Phật tâm vướng trần cảnh, bạn niệm chỉ gieo viễn nhân thôi, vãng sanh là bạn không có phần rồi đó. Tâm không rời Phật mà. Không phải lấy cái tượng Phật cứ nhìn hoài vậy suốt ngày, không phải. Mà trong ý niệm của mình nghĩ đến Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp, mong muốn về, giống như là kẻ mà nhốt trong tù rồi mong đến ngày được thả ra về với vợ con, mong ra khỏi lao ngục. Cái chỗ này, kẻ đi xa quê hương mong về cố hương để thăm cha mẹ. Hiểu cái ý niệm nào? Ý niệm này hơi ít có, nhưng ý niệm chuẩn bị, cái ý niệm mà chuẩn bị lập gia đình đám cưới á, trời ơi ông chồng tôi ông đẹp trai quá, chuẩn bị tôi lập đám cưới nè, nay mời 5 bàn nè, đãi 2 con vịt, 5 con gà, 4 con heo nè. Hiểu cái ý niệm chuẩn bị sắp xếp không? Rồi làm cái phòng cho đẹp lên nữa nè. Toàn là tự tư tự lợi, rồi hại vật là hại súc sanh, để mà lập ra một cái ngày vui của mình, gọi tạm là đám cưới. Đám cưới nhưng mà bao nhiêu con súc sanh nó bị đám ma rồi, phải không? Nó chết một cách đau khổ thì làm sao mình an được? Không có cái đạo lý này, làm sao có cái đạo lý này? Lúc trước mình suy dạy mà không biết, bây giờ người ta nói cho mình nghe, mình cũng không có nói cho con cái mình, nói nó một lần làm sao được, nói nhiều lần. Bữa các cái cô đó cũng nói, trời con khổ, con buồn quá, hỏi sao vậy? Đứa con mới học lớp 11, 17 tuổi mà cái anh chàng thợ hồ đó đâu, anh làm một bụng rồi. Con nghe pháp sư phụ con không dám kêu nó bỏ thai, phá thai đi, không dám. Cuối cùng đám cưới mặn, con cầu nguyện miết, nếu mà cái ngày đám cưới mặn đó thì con lên tịnh thất ở luôn, hoặc con vãng sanh chứ con không có dự nữa. Gia đình biết ý định như vậy thôi, đổi lại đám cưới chay con mừng quá chừng luôn. Phải kiên quyết như vậy. Con không chịu, quyết định bên nhà chồng, cha mẹ chồng là quyết định phải đãi mặn chứ đãi chay không ai đến ăn. Ăn còn dư người ta không thích, phải đãi mặn. Người ta đám cưới mời mình cũng mặn, bây giờ mình mời lại chay. Đủ thứ lý luận mà cổ một mình chống lại được. Người niệm Phật không phục được phiền não, không hàng phục được tham sân si, nóng giận, nhất là người phụ nữ còn trẻ mà để tâm nóng giận chế ngự trong này. Mới sáng nghe Ấn Tổ nói, người phụ nữ 13, 14 tuổi bắt đầu có kinh nguyệt, nếu không chế ngự được nóng giận thì người này bị bật kinh, kinh không đều, và kinh nguyệt sẽ làm người này bệnh hoạn từ cái nóng giận. Rồi khi lớn lên làm vợ người ta, nóng giận, đứa con hấp thụ cái tánh khí nóng giận của người phụ nữ, là người mẹ sanh ra rồi nó làm người gian ác, nó nóng giận, nó sân hận, nó cướp của giết người. Người mẹ này tội lớn lắm, từ cái tâm nóng giận mà ra. Rồi sanh con ra cho nó bú, lúc nóng giận con trẻ chết không biết bao nhiêu triệu đứa, dễ sợ. Dầu nó không chết nó cũng sẽ bị bệnh tàn tật. Không bệnh tàn tật thì đứa này si dại, dốt nát, học hành không tới nơi. Cái bộ văn sao này, giáo dục gia đình là tinh hoa để cho thế giới được an định, xã hội được an bình, muôn dân được an lạc. Tinh Hoa Lục là bộ sách gối đầu giường cho hành giả liễu sanh thoát tử. Mà bỏ cái bộ giáo dục gia đình bảo thân tiết dục để hành pháp môn tịnh độ thì mất căn bản, không có nền tảng. Phải coi cái bộ sách này cho kỹ. Hai cái bộ này là tinh hoa của ba bộ văn sao: Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Không biết hôm nay quý vị ngồi nghe có cảm xúc. Không mấy cô Phật tử ở hàng họ về họ nói,
về tới nước Hàn rồi mà cái cảm xúc ở tỉnh Thất Quan Âm còn ở trong người. Vậy thì mấy người ở tại đây 1-2 tuần lên nghe giảng và thường ở đây thì không biết cái cảm xúc họ lớn như cỡ nào. Có. Cái đây là từ trường có một cảnh giới nó phát ra từ trường. Chung quy lại người niệm Phật, tâm này phải không rời Phật. Tự niệm thời gian mỗi người tự biết. Như thế nào là tâm không rời Phật? Tùy theo cái cảnh giới mỗi người cảm nhận được. Và khi họ niệm đến một cái chỗ mà tâm không mong cầu, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Cảnh giới này là lý nhất tâm, tam muội. Phàm phu chúng ta khó vô, ông tỏ vô cảnh giới này rồi. Ngài ở trong cảnh giới này cho nên Ngài nói điều này, chúng tôi thì vẫn chưa được nghe nói lại để mình cho các vị hành giả thôi. Nhưng mà muốn cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện, cũng từ trì danh, tâm không rời niệm, bốn chữ trong tâm A Di Đà Phật. Cứ như vậy làm hoài, lâu ngày chày tháng sẽ tự hiểu, tự biết. Nhưng họ không chịu làm như vậy. Họ không chịu để bốn chữ hồng danh trong tâm. Họ không chịu để trong này. Họ chỉ để những cái chuyện mà họ thích: tiền bạc, sự nghiệp, nhà cửa, con cái, vân vân và vân vân của thế gian này để trong tâm của mình. Được thì vui, vui trong khổ đau. Mất thì buồn, buồn trong khổ đau. Sao mình si dại thế vậy này? Tâm mình rời Phật rồi, tâm mình rời niệm rồi, miệng cũng rời niệm luôn rồi. Dẫu cho có đi nữa chỉ là có, có miệng mà không có tâm, miệng niệm mà trong tâm không có. Cho nên Ngài mới nói tâm không rời Phật. Tâm không rời niệm là niệm thầm trong tâm. Khi khởi niệm lên là nó có tướng động trong tâm A-di-đà Phật liền. Khi khởi niệm lên muốn làm chuyện gì chưa nói ra mà mình biết không? Biết không? Nhưng mà cái biết của niệm Phật nó quá yếu, nó quá nhạt nhẹ và không có đồ động trong tâm. Những cái chuyện mình thích một cái khởi lên một cái là nó mạnh mẽ vô cùng. Nghe ông thầy Nhàn nói làm cái mấy màn hình nó đẹp quá, đợt này tôi về tôi phải xin cho bằng được. Cái niệm đã khởi trong tâm nên biết không? Biết không? Biết chứ. Nhưng mà cái niệm A-di-đà Phật quá yếu, yếu nhớt luôn. Vì do không có huân tập, không có hàm dưỡng. Cái niệm nào mà huân tập hàm dưỡng để tâm vào và muốn để cái niệm đó sanh sôi nảy nở thì cái niệm đó nó phải mạnh thôi. Cái niệm mà mình thích ăn thịt chúng sanh á, mà ăn con này con nọ đó, mình suy nghĩ để mình tới cái nhà hàng đó hoặc là mình mua cái con đó về ăn, nó thành khối trong tâm rồi, nó mạnh vô cùng. Thấy được con đó một cái là mừng hết lớn. Hả? Suy nghĩ lại đi. Nếu trở về chánh niệm, trở về với chân tâm thường trụ, chuyện này không dễ làm. Không dễ chút nào. Không dễ chút nào. Mình đã quên nó vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi mà. Cũng như viên ngọc để trong chiếu áo mà tìm không ra. Trong kinh Pháp Hoa nó, bây giờ để tìm lại đâu phải dễ. Một đời này không đủ thời gian. Chỉ có tìm lại câu Phật hiệu, nhớ câu Phật hiệu, rồi từ từ chân tâm thường trụ, chân thân tự nó xuất hiện. Không tìm mà có, vô tâm dụng hạnh mà thành tựu. Vô tâm không tìm mà là thành tựu. Chỉ lo niệm Phật mà lại nó xuất hiện. Còn đi tìm, tìm không ra, tìm nhầm luôn, tìm lầm lạc luôn. Thì giờ, bây giờ làm sao để cho tâm không rời niệm? Lấy hơi thở dẫn nó, dắt nó. Hơi thở chở câu Phật hiệu, dẫn nó. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng trước bàn Phật sáng công phu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
đôi mi xuống, phủ đôi mi xuống, tức là phủ mí mắt mình xuống, không có nhìn banh đôi mắt ra. Nhìn cái bắt đầu tâm nó tán loạn, rồi mắt nó nhòe ra, thấy Phật xuất hiện rồi mừng lên, cái là ma dựa phát cuồng. Ấn Tổ nhắc cái chỗ này. Rồi quỳ xuống, lúc này nó đang sám hối nè nha. Có nhiều người nói niệm một Phật A Di Đà không phải sám hối, phải lạy thêm 108 vị Phật hồng danh bửu sám mới là sám hối. Hồng danh bửu sám cũng là sám hối, mà lễ một Phật A Di Đà cũng là sám hối. Mà cái hay của lễ một Phật A Di Đà là Ấn Tổ nó đừng có nói là không bằng nhiều Phật nha. Mà lễ một Phật A Di Đà khi mà mình chuyên nhất được rồi thì cái phần vãng sanh của mình có. Quỳ xuống, lúc quỳ xuống hít một hơi thở vô, hoặc là gì, để hơi thở bình thường cũng được, trong tâm A-di-đà Phật. Khi mình quỳ thấp xuống rồi đó, quỳ thấp xuống thì cái mông mình ngồi lên cái gót, là hít một hơi thở vô A-di-đà Phật, trong tâm bốn chữ, úp mặt xuống, nghĩ A-di-đà Phật. Nhưng mà nếu không có thường để ý và không quyết tâm làm điều này thì vừa quỳ xuống cái tâm đã chạy đi mất rồi, không nhớ câu Phật hiệu nữa. Úp mặt xuống thở ra mất câu Phật hiệu luôn, là nhớ cái gì đâu. Đứng lên cũng mất câu Phật hiệu. Nhiều lúc công việc nhiều phải lại 15 phút rồi bắt đầu là nó mới kháng khích giữa cái tâm với câu Phật hiệu, làm nó nhuần nhuyễn như vậy. Ghê không? Mấy người mà đi nói chuyện bà Tám nữa thì thôi rồi, chắc 5 tiếng chưa vô nữa. Giữ câu Phật hiệu này giống như gà ấp trứng. Con gà nó biết đây là con của nó phải ấp ủ đó. Nó chạy ra nó ăn, nó la tục tác, nó ăn, nó mổ, chạy vô nó ấp tiếp. Ấp chừng nào cho con nó nở ra nó mới được. Câu Phật hiệu, có oai thần của Phật, nguyện lực của Phật. Mình giữ câu Phật hiệu là Phật A Di Đà đang trưởng dưỡng, ấp cái thánh thai của mình, ấp cái tâm thức của mình, ấp cái tự tánh Di Đà của mình, để cho nó thuần thiện, thuần tịnh. Để xác phàm này, cái thân tứ đại giả hộp này bỏ, thì cái tâm thức đó là thánh thai đó, nó vào trong liên thai. Còn nếu là phàm thai thì không tương ưng với thánh thai, không vô được, đúng không? Nhưng mà mình phàm, không biết mình là phàm, không biết mình là phàm, cái chỗ này mới là cái chỗ chết. Có ai ngoài đời nói ông là ngã mạn, ông là tham lam, ông là si dại, chỉ mặt mình nói vậy mình chịu không? Mình cãi liền, mình nhiều lúc mình có uy lực hơn, mình đánh người ta chết liền. Nói tôi vậy mà nói tôi si dại, mà thiệt ra tham sân si còn ngập trong đó luôn, không biết. Dùng hơi thở. Nếu người này công phu giỏi gì đi nữa mà bỏ hơi thở, đi đến một cái đoạn nào đó là phải ngưng, bởi vì tổn khí. Mà đã tổn khí dầu niệm trong tâm cũng bị luôn. Tổn khí là làm sao? Câu Phật hiệu không còn lực do tán tâm niệm Phật không trụ lên hơi thở, và không trụ được câu Phật hiệu cho nên gọi là tán tâm niệm Phật, không phục được phiền não. Lúc đó rồi tâm lực xuống dốc, tinh thần xuống dốc, mất hết tính tâm và hơi thở, bắt đầu yếu ớt. Người này bắt đầu gì? Mệt mỏi, buồn phiền, chán nản, tìm thuốc men chạy lung tung lang thang hết trơn rồi. Càng ngày càng mất lực trong tâm, mất lực trong thân luôn. Câu Phật hiệu giữ không được nữa, hơi thở thì quay lại không được nữa, không có ai nhắc nhở, không tin tưởng nữa, thì coi như càng công phu càng thấy không hiệu quả. Gọi là tán tâm niệm Phật. Còn người giữ hơi thở, hít vô là định, tâm tĩnh lặng. Giữ được câu Phật hiệu là huệ, định huệ xong tu, thì người này sẽ giữ được giới luật, gọi là giới hạnh viên mãn. Cái chỗ này là cái chỗ mấu chốt. Hôm nay ai ngồi mà nghe trong cái cảm xúc của mình, thấy nói đến đâu hiểu đến đó, nói đến đâu cảm xúc đến đó, nói đến đâu quan hỷ đến đó, nói đến đâu là nó tăng trưởng bồ đề tâm mình đến đó, thì chờ thời đủ tính nguyện thôi. Chứ người này là câu Phật hiệu đối với họ khá thuần, cho nên khi nghe chúng tôi cái nó có sự đồng cảm. Cái chướng ngại của chúng tôi bị tổn khí từ năm 2007 mở pháp hội tụng kinh Vô Lượng Thọ là đã bị rồi. Một mình dẫm chúng lúc đó đâu có ai đâu. Quý thầy từ 2009, 2010 mới tới.
trong 3 năm đó là một mình dẫn chúng, một mình giảng, nấu cơm, nấu nước cho mọi người, lo lắng đủ thứ hết trơn, cho nên tâm lực vừa hao tổn, khí lực tụng kinh, niệm Phật giảng hao tổn quá chừng, không có quý thầy phụ. Kéo dài mãi đến 2016-17 rồi đọc văn sao mới thấy ấn tượng nó. Mà gỡ nó lại cũng mất gần 2 năm. Chú Nhuận Hiền nói là hầu như là mấy người trong ban hộ niệm là tổn khí. Bữa nay người hộ niệm đi vô làm sao? Một câu A Di Đà Phật mình niệm theo. Còn một câu không niệm, hít cho sâu hết một câu, còn không thì hít cho nó vừa dặn thoải mái, hai hơi một câu, bởi vì câu đó chậm. Ấn tổ nó hộ niệm phải chia ba ban. Ban đầu một ban đầu tiên, nếu thí dụ đó là 30 người thì 10 người đầu tiên là niệm ra tiếng. Hộ niệm thì 4 chữ thôi, có thể đầu tiên 6 chữ, nhưng ở đây thì 4 chữ luôn, chứ làm hai cái file 6 chữ rồi chuyển qua 4 chữ như ngài nói thì nó hơi lộng cộng tí, mà ngài nói 4 chữ thì được rồi. Người có lúc mất mở 2 chữ Nam Mô cho họ tiện, khỏe cho họ. Thì chia ba ban, ban đầu tiên là họ niệm ra tiếng, ban thứ nhì họ niệm thầm trong tâm, ban thứ hai cũng niệm thầm trong tâm. Nếu hai ban thì ban thứ nhất niệm ra tiếng, ban thứ hai niệm thầm. Một tiếng đồng hồ sau rồi ban thứ nhất niệm thầm, ban thứ hai niệm ra tiếng. Thì bây giờ mình không chia nhiều ban được thì mình một câu, mình chế lại một câu là niệm ra tiếng, một câu là hít thở, đúng không? Bởi vì cái câu Phật hiệu nó liên tục trong đó mà. Chứ nếu mà 20 người thì để nữa niệm một chập là cái tiếng nó lãng quảng, lãnh lĩnh quỉnh liền. Cái âm thanh nó không giữ được cái nhịp điệu thì người ta bị tán loạn cái tâm, cho nên chúng tôi phải để cái máy. Quý vị về đây vậy chứ mà chúng tôi cũng nghiên cứu dữ lắm à, chứ không phải tự nhiên mà nó được cái gì đâu à. Thì hôm nay mình hộ niệm vô, đi một câu niệm ra tiếng A Di Đà Phật, vừa nghe tiếng mình mà vừa nghe tiếng trong máy. Câu thứ hai ngưng lại, bởi vì câu Phật hiệu mở liên tục mà, mình ngưng lại, mình hít thở hai hơi, ba hơi hay một hơi gì đó cho thiệt thoải mái, thì người này không bao giờ tổn khí. Chú Nhuận Hiền nói là trong phòng hộ niệm tổn khí quá chừng luôn. Trước thầy Nhật Nguyện cũng bị tổn khí, xong rồi thầy mất ngủ, rối loạn tiền đình, bữa nay chỉ thầy hít thở, thầy nói từ khi sư phụ chỉ bữa nay khỏe quá chừng, ngủ ngon, con ngủ ngon lắm à, tiếng Bắc. Ôi dồi, con ngủ ngon, con ăn ngon lắm sư phụ ạ. Hôm qua hỏi thầy đoàn cũng gì, đi tại chạy đủ thứ chỗ hết trơn, cái gốc là hít thở không có, tưởng đầy đủ thứ bệnh hết trơn, mà khi tâm lực nó đã yếu rồi mình nghĩ bệnh gì nó ra bệnh đó. Ngộ. Qua hỏi thầy đoàn cái kêu bữa nay sư phụ chỉ hít thở nãy khỏe quá chừng, nhìn mặt ông khác, khí lực khác hẳn đi. Người mà ít hít thở là máu lực, máu nó không có cái sức để nó bơm lên trên mặt, mặt mày đen thui tối sầm, cùng lắm mà chét chét chút bột nó sáng vậy thôi, trong đó máu nó quá trời xấu, nó không có đủ cái vận hành để bơm lên, mà tim bơm cũng không nổi, lưu thông không được, khí không lưu thông thì làm sao huyết lưu thông. Người ta nói là khí huyết lưu thông mà, khí là hơi thở không lưu thông thì làm gì huyết lưu thông, mà huyết không lưu thông thì nó trệ, nó bị bệnh thì làm sao mà tu được. Ngay nó điều thân đã bị thất bại, làm sao mà điều tâm. Điều tâm nó khó gấp trăm ngàn lần điều thân. Mà người tu tịnh độ thì yên tâm, tâm nhớ Phật, niệm Phật. Bước đầu nó chạy gì đi nữa mà trụ trên hơi thở thì từ từ nó sẽ nhớ Phật, nó nhớ câu Phật hiệu. Bỏ hơi thở bạn không thành công được đâu. Ấn tổ mà ngài cũng phải dùng ba hơi, ba ba bốn mà, làm sao mình bằng ngài được mà mình bỏ. Nhưng mà lúc mình đi làm, mình đi tâm lực yếu đâu có nhớ số được, thì niệm trơn một hơi thở một câu chậm thôi. Làm một chập là tự nhiên thấy tâm nó định tĩnh xuống liền. Tiền không mua được đâu các bạn ơi, sự nghiệp vân vân, tất cả dầu cho thông minh tột đỉnh cũng không thể nào làm được. Chỉ có chân thật vâng lời làm kẻ ngu phu ngu phụ, niệm câu Phật hiệu theo hơi thở. Người nhiều tán loạn tu sổ tức, hít thở. Người nhiều tham dục tu quán bất tịnh. Người nhiều sân hận tu quán từ bi. Người nhiều vô minh tu quán nhân duyên. Người nhiều nghiệp chướng, có ai trong này không nhiều nghiệp chướng không, tu niệm Phật.
tổ dạy như vậy rồi, mình không thể nào làm khác được đâu. Nếu mình là thượng căn thượng trí, mà thượng căn thượng trí sanh vào cái đời mặt pháp á, cái thời tượng pháp, tức là 1000 năm trước là chánh pháp, người ta tu giới luật thành tựu. 1000 năm tượng pháp là họ tu thiền, họ thành tựu, căn lành họ quá nhạy bén, sắc bén, họ có định sẵn rồi, họ có tuệ sẵn rồi, họ có giới sẵn rồi, họ thành tựu. Còn mình bây giờ là định tuệ gì, giới gì đâu, mình không có, không đủ sức để mà giữ, không đủ sức tin lời Phật, thì thôi ngửa tin lời Phật về câu Phật hiệu đi, còn gỡ gạt được. Lỡ công việc mất câu Phật hiệu, chứ đừng để mất hơi thở. Hơi thở là cái nền tảng để giữ câu Phật hiệu, là cái sức định. Chỗ này chỗ quan trọng. Nhiều người nói hơi thở là tu nguyên thủy, dùng hơi thở từ sơ thiền đến tứ thiền, đúng không? Đức Phật hồi xưa ngài tu hơi thở, nhưng mà ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, ngài tu cái gì cũng thành đó. Còn mình phàm phu thì trong đời này chỉ có pháp môn niệm Phật mới thành tựu. Cho nên sáng hôm nay chúng tôi nhấn mạnh, nói tới nói lui cái chỗ, cái người niệm Phật mà không phục được phiền não là miệng họ niệm, tai họ nghe, nhưng mà tâm họ không nhiếp vào trong câu Phật hiệu được, là do hơi thở. Không giữ được hơi thở cho có khí lực cho họ thất bại. Và thượng nhất hành chúng tôi phục được cái chuyện mà ngài nói về hơi thở. Đang giảng xong người quýnh chuông cái ben là mọi người nhớ hít thở. Như nãy giờ quý vị hơi thở chưa thuần, giác nhàn nói quý vị hít thở, quý vị nghe giác nhàn nói là quên hơi thở đúng không? Quên ngay. Phải tập 3 tháng, 6 tháng thiệt nhuần thì họ nói gì nói họ không lấy hơi thở mình được. Họ không đánh tan cái hơi thở mình được, do thành cái nghiệp rồi. Cái nghiệp thanh tịnh trên hơi thở rồi thì không lấy được. Thì lúc đó con người này khí lực có, tâm lực có, thọ mạng có, kéo dài. Tinh thần họ sung mãn. Thì vừa rồi cái lễ vía Đức Phật A Di Đà, quý thầy chung với giác nhàn, quý Phật tử ở đây tổ chức cái lễ vía, quý thầy, quý sư cô, quý thượng tọa, nhất là hai vị hòa thượng ở Hàn Quốc về cái coi lại cái đĩa, tuy rằng ngắn có 45 phút, lúc đó khai thị cô Dung dịch với lại vô làm lễ cho ba chú Nhuận Hiền để mà di quan. Hai vị cúng cái tâm lực kinh khủng thiệt, tiếng niệm Phật trì đại bi kinh khủng, năng lượng nó làm cho mình sáng khoái. Về bên đó rồi cứ coi cái phim đó, rồi cứ tán thán cái pháp hội mình, sao mà mấy người này giỏi quá, ngồi 3 tiếng mà không thấy đi ra nhiều và không thấy bỏ pháp hội đi, ngồi nghe ngoan quá. Ông cứ khen, ông kêu sao mà giỏi quá vậy. Tôi ngồi tôi giảng ở bên này á, người ta ngồi cứ nhúc nhích, bây giờ ngồi dưới đất mỗi chân như nhúc nhích vậy đó. Có chút xíu chỗ này thôi nha, nhúc nhích nhiều người mỏi chân quá rồi kiếm chuyện đi ra đi tiểu đi đồ rồi, sao mà nó không có yên được. Quý vị thấy không, chỉ có cái ghế thôi mà ngồi 3 tiếng ngồi được đúng không? Hồi nãy giờ mà bắt ngồi dưới đất á, 1 tiếng rồi nè, nãy giờ mà bắt ngồi dưới đất á thì không có ghế thì thôi trở như bánh tráng, ẻo ẻo ẻo, còn là múa khiêu vũ vậy đó. Rồi sao nữa, ông giảng cho mau tôi đứng dậy chứ, rồi tôi mỏi chân quá ông ơi. Cái chỗ này chút xíu chỗ này thôi cũng thể hiện được cung kính, ngồi im đâu nhúc nhích phải không? Không có ghế là thôi ngồi chéo qua chéo lại, đẩy tới chạy lui chút xíu, cái hàng thứ nhất xuống hàng thứ ba nó tuột lút à, mỏi quá mà. Còn ngồi trên ghế đâu cục cửa, đâu cục cửa té sao. Cái chỗ này cũng là cái chỗ hay à, ngài cứ tán thán hoài sao họ ngồi im ru hay dữ ta. Về quan hỷ quá chừng. Cái bữa đó giác nhàn tặng cái quạt có chú đại bi Việt Nam á, dập ra cái ngài nói bằng tiếng Hàn, hòa thượng nói ô cái chú đại bi nè, ai cũng quan hỷ hết trơn. Rồi giác nhàn cũng đập massage, họ thích quá chừng, cho chuỗi cho đồ, họ mừng họ vui, họ hỏi bán hay cho vậy, kêu cho. Cái ổ sao lạ vậy, cái chùa tôn nghèo mà cái gì cũng cho vậy. Họ ăn cái gì họ cũng nói ngon hết trơn, ngộ à. Vì hai vị thầy đó rất tinh tấn, tu nghiêm minh, cho nên phước báu có, xây cái chùa quá trời lớn. Đi các nước mà 30-40 Phật tử người Hàn đi theo, kinh khủng. Hoan hỷ vô cùng, ngày tán thán, ngày nói phải coi cái đạo tràng của ông thầy nhàn. Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi, ổng chưa tới 50 mà ổng làm như vậy, tôi phải học hỏi ổng. Nghe cái mình cũng hổ thẹn, có làm gì đâu, học hỏi chùa tôn 20 năm vẫn là chùa tôn, có gì đâu.
đâu có phước báu bằng ngài đâu. Ngài xây cái chùa quá to đùng chúng tôi qua rồi. Cái hay của mình đó là Xiển Dương Pháp Môn Tịnh Độ có tứ chúng. Ở bên đó người Hàn rất ít các vị tu sĩ, mà bữa đó quá trời chư tăng ni rồi Phật tử nam nữ, gọi là tứ chúng đầy đủ. Có những chỗ họ chỉ có nhị chúng, là chỉ có Phật tử nam Phật tử nữ, cho tăng ni không có, con mình trụ trì, không có tứ chúng. Tứ chúng đồng thuận. Thì cái ngày lễ viếng Đức Phật Di Đà gần như là từ khi đặt chân trên núi Voi này năm 2000 đến 2019 này, năm Kỷ Hợi mới làm được một cái lễ rất là viên mãn. Khi mình thương cha mình kính cha mình, thì mình phải quan trọng về những ngày đám giỗ, đúng không? Còn người không cung kính, họ không thương cha họ lắm, cha họ bệnh, họ đẩy đùn đẩy cho những người khác lo. Người này không phải là người con có hiếu. Cho nên sang năm khi mà đến ngày Phật đản thì mình phải làm sao? Trang trí trang hoàng bàn thờ bằng Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trang nghiêm, nước thơm, hoa thơm, bánh kem, đồ sinh nhật của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà làm cho trang hoàng. Đến ngày rằm tháng 7, đến ngày giỗ mình cũng làm bàn thờ cha mẹ mình thiệt là trang hoàng. Đến cái ngày ví Phật Di Đà là mình cũng tôn kính cái tượng Phật Di Đà, lấy hoa thơm, nước thơm về mình lau rửa, mình làm thiệt cung kính. Có lý tức là có sự. Nếu trong tâm mình không có, là không có lý, thì sự tướng bên ngoài mình không có làm được. Hai vị hòa thượng nói khi gặp chú Đại Bi, họ rồ lên, y như là họ thấy sao mà tự nhiên ở Việt Nam mình in cái quạt chú Đại Bi hay quá đi. Họ rồ lên, họ kêu thôi vậy in giùm họ đi. Họ gửi cái file qua đây rồi. Chú tính anh làm rồi, chuẩn bị in gửi cho họ tặng 200 cái. Cái quạt á, gửi qua có tiếng Hàn cho họ, một bên Việt Nam, bên Hàn. Cô Dung cô nói nhiều lúc có Việt Nam tặng họ cũng biết đây là chú Đại Bi Việt Nam, họ hoan hỷ, chuẩn bị in xong rồi tặng cho họ. Mà sư đó, hai vị sư trưởng đó là nói ai mà nhập môn theo là mỗi ngày phải trì cho ngài 108 biến, quy định vậy. Thì cái thời gian họ trì sao? Sáng tối thì có thời gian rồi phải không? Mà họ rảnh chút là họ làm liền. Họ làm cho đủ số, họ lên xe bít họ cũng làm. Họ làm ăn công sở, khi mà hết công việc cái rồi họ ăn cơm trưa xong rồi họ quay ra họ trì. Ngoài cái việc trì Đại Bi 108 là niệm Phật xuyên suốt ngày tu tịnh độ, cho nên thành ra hôm bữa ngài niệm 3 lần cái tiếng Hàn bằng câu Nam Mô Di Đà Phật ha. Nam Mô Ta Bơ Thu gì đó. Nam Mô Bơ Thu Bùn. Mình là không thuộc được, không biết tiếng Hàn. Thì cái ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, trong những cái sử liệu đó thì có một số sử liệu không đề cập đến cái ngày 17 tháng 11 là ngày đản sanh, hay là ngày nhập Niết Bàn, hay là ngày mà ngài Huệ Viễn tịch. Thì cuối cùng chúng tôi lục lại coi kỹ đó, thì cái ngày 17 tháng 11 âm lịch đó là cái ngày sanh ra của ngài Vĩnh Minh Diệt Thọ. Và ngài sanh vào năm 904, mất năm 975, hưởng thọ 71 tuổi. Và tổ sư Ấn Quang thường nói trong văn sao hai vị là tổ thiền đạo, là nhị tổ, bên tịnh độ là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vị này có đại thần thông, đại trí tuệ. Và vị thứ hai là tổ thứ sáu lục tổ bên tịnh độ, đó là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Và Ấn Tổ tán thán bốn cái bài kệ tứ liệu giảng của ngài Vĩnh Minh. Đúng ngài, tên của ngài đó là Trí Giác Thiền Sư, ngài tu thiền. Còn Vĩnh Minh đó là cái tên chùa của ngài. Ngài sanh vào trong đời Tống. Hôm trước chúng tôi cũng nói sơ qua cái sĩ liệu của ngài. Nhưng mà nói đến ngài thiền đạo thì ngài là tuyệt vời. Lắng nghe ngài nói cái chuyện chuyên tu với tạp tu. Hồi trước chúng tôi cũng nói, nhưng mà nó chưa có lục tròn hết những cái nghĩa lý này ở trong cái chuyện chuyên tu với tạp tu. Lắng nghe ngài. Ai mà hiu hiu buồn ngủ là phải hít thở cho sâu.
cái phổi của mình, cái não của mình nó cần hơi thở dữ, mà mình hít thở như hồi trước giờ là không đủ, chắc chắn là không đủ. Con người cứ mệt mỏi rồi định lực không có do không trụ lên hơi thở, rồi tâm lực nó tán loạn, sức khỏe suy giảm, vừa thấy trong người mệt cái là kêu mình trúng gió, rồi mình thiếu gì đó, huyết áp tuột vân vân, rồi cái tâm tưởng nó bám theo đó nữa, cái là bắt đầu đã làm mình chìm luôn, chứ không phải hơi thở. Không để ý đến cái chuyện là lỡ có chuyện gì là do hơi thở, phải thở trước để tính sau, thì cái người này là người ta vượt qua hết những cái trạm đó. Ngài Thiện Đạo nói chuyên tu với tạp tu làm sao lắng nghe. Ấn Tổ nói Ngài Thiện Đạo là một vị Phật A-di-đà hóa thân, có đại trí tuệ, đại thần thông, đại biện tài, chuyên tu là thân chuyên lễ. Đã chuyên lễ rồi là không làm những chuyện khác, thân giữ cho oai nghi, không mắc oai nghi, ý chuyên niệm, không suy nghĩ chuyện khác. Lúc đang trì chú, lúc đang tụng kinh, lúc đang niệm Phật thì chuyên nhất vào, không để xen tạp vọng tưởng, không để ý niệm mình chạy. Dẫu cho bị ý niệm chạy đó là do bạn không biết phục và không biết điều hơi thở, không biết an trụ vào câu Phật hiệu, không thấy câu Phật hiệu, không thấy đang trì chú tụng kinh là quan trọng, những chuyện khác là quan trọng, cho nên mình mới suy nghĩ, đúng không? Cái chuyện gì quan trọng là mình phải để lên hàng đầu, mình suy nghĩ trước, đúng không ạ? Thì Ngài nói nếu mà chuyên tâm vào thân chuyên lễ, miệng chuyên niệm, ý chuyên nghĩ, không xen tạp, dầu là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, mà chuyên được ba cái này gọi là người chuyên tu. Cái chuyên tu của Ngài giảng nó hơi khác. Có nhiều người lúc trước chúng tôi cũng có suy nghĩ như vậy, chuyên tu là chỉ niệm một câu Phật hiệu thôi, thêm trì chú là tạp. Cái này nó không hết nghĩa của cái chuyên tu Ngài Thiện Đạo nó. Nếu mà những người mà các vị thượng căn thượng trí, giống như các vị Bồ Tát như Ngài Hải Hiền á, Ngài không biết chữ gì, không tụng kinh gì, không trì chú gì, chỉ một câu Phật hiệu, thì chuyên trong pháp môn và chuyên tâm vào thân chuyên lễ, miệng chuyên tụng, ý chuyên niệm một câu Phật hiệu thì các vị Bồ Tát làm được. Ấn Tổ nói với hai là đã thất thì được, chứ còn hàng ngày thì phải gì? Có nhiều người người ta nói người ta chuyên tu chứ không tập tu, chứ cũng trì chú vãng sanh đúng không, cũng tụng kinh A Di Đà đúng không, tụng kinh, kinh Vô Lượng Thọ đúng không, đã thêm một món mà người ta kêu xen tạp là cũng bởi bị xen tạp. Hồi trước chúng ta không hiểu rõ cái chỗ này, chuyên trì chú, nhưng lấy trì chú là trợ hạnh, lấy chánh hạnh niệm Phật vãng sanh thì người này vẫn là chuyên thôi, không có tạp đâu. Tạp là do lúc họ công phu trì chú niệm Phật bị vọng tưởng xen vô gọi là tạp. Tạp trong pháp trần phiền não vọng tưởng điên đảo gọi là tạp trong pháp trần. Còn tạp trong pháp môn là không có đầu mối, lan man. Chị chú cũng muốn tâm mật tương ưng tức thân thành Phật. Xin thưa, chỉ có Phật Thích Ca mới tức thân thành Phật thôi, mình không có được đâu. Ấn Tổ hay nói hay là ông Hiển Ấm, ông tu mật tông qua bên Nhật để thọ pháp, lúc chết quíu tay quíu chân luôn và không có thọ dụng được cái pháp mật tông, căn cơ mình không có đủ, không có tương hợp. Cho nên Ngài nói là tức thân thành Phật của mật tông thì chỉ có mình Phật Thích Ca thôi, chuyện này có. Mà mình thì nói tức thân thành Phật thì thật Phật đâu không có, thành Phật đâu không có, thành ma, không làm được chuyện này. Thì lấy cái pháp môn trì chú làm trợ hạnh được. Người này có đầu mối. Đầu mối đó là gì? Niệm Phật vãng sanh là chính, còn những cái pháp môn khác là trợ hạnh. Cái cách của Ngài lý luận rất rõ ràng, quý vị nghe qua cái là thấy hợp lý đúng không ạ? Chứ làm gì mà có là chỉ tu một pháp môn là chỉ có câu Phật hiệu, chỉ có kinh A Di Đà, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ rồi bác bỏ những pháp môn khác, không được. Không được. Phế bỏ những pháp môn khác là chỉ có hàng Bồ Tát mà họ thành tựu cái pháp đó rồi, họ không có thể nào bỏ, bởi vì họ không có bác bỏ được, bởi vì họ thấy những người khác căn cơ của họ niệm câu Phật hiệu nó tán loạn, họ không đủ tính tâm, họ trì chú một cái là họ nhiếp tâm. Nhưng mà phải chỉ cho họ là khi nhiếp tâm được như vậy rồi đó, đó là trợ hạnh thôi. Tu thiền cũng là trợ hạnh thôi, tự lực của mình không có thể thành tựu trong một đời này được đâu. Hay, lý giải này hay.
Còn tạp tu là lúc đang công phu trì chú niệm Phật bị vọng tưởng xen tạp và lan man không đầu mối. Pháp môn giáo cũng thích học, rồi tịnh độ cũng thích học, dạo chơi thôi, tịnh độ cũng thích học, rồi mật tông cũng thích học, thiền cũng thích học. Không có chọn một pháp môn nào cố định và làm chánh hạnh thì gọi là tạp tu trong pháp môn, lan man không đầu mối. Nhớ chỗ này, xen tạp gọi là chuyên tu với tạp tu. Ngài giảng chỗ này, có người hỏi Ngài: niệm Phật quyết chắc được vãng sanh chăng? Ngài đáp: như ông tin tưởng và thực hành chắc chắn sẽ được tội nguyện. Nói xong, Ngài tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, liền một tia sáng từ trong miệng phóng ra, kế lại liên tiếp niệm từ 10 niệm đến 100 niệm, 100 câu. Mỗi câu đều có ánh sáng quang minh dài nối nhau, khiến sáng rực cả chùa. Sự thần diệu này truyền đến đế kinh vua Cao Tôn nghe được, phụng thờ, phụng tứ một tấm biển sắc tặng chùa là Quang Minh Tự. Người có nhiều người hỏi Ngài là niệm Phật chắc chắn được vãng sanh chăng? Ngài nói tin tưởng chắc chắn được vãng sanh, trong miệng niệm ra một cái là hào quang trong miệng bay ra. Còn Ngài Thiếu Khang là trong hào quang đó có tượng Phật luôn, bay ra khắp hết cả chùa rực sáng luôn. Rồi ông vua Cao Tôn cũng nghe vậy, bắt đầu ông phong một cái bản sắc tụng, sắc tứ là chùa vua ban. Cái bản là Quang Minh Tự, là chùa này có hào quang do Ngài niệm Phật mà nó sáng cả vùng. Điều kỳ diệu, cho nên vua ban một cái tấm bản sắc Quang Minh Tự, là Quang Minh là ánh sáng. Chùa này có ánh sáng do Ngài Thiện Đạo niệm Phật mà nó tỏ sáng hết luôn. Mình niệm có ánh sáng không? Hằng ngày niệm làm cho người ta buồn cũng có ánh sáng, mà ánh sáng sân hận nó bủa vây khắp hết. Hai vợ chồng mà buồn cãi nhau là ánh sáng gì? Ánh sáng yêu mái, yêu quái, ánh sáng của sân hận á, ánh sáng của địa ngục nó tỏ khắp hết, ánh sáng xám, đen sậm. Ngài Thiện Đạo, Ngài có cái khả năng này, cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là có đại thần thông. Một câu Phật hiệu niệm ra ban ngày cũng như ban đêm mà ánh sáng nó đi khắp hết cả trong chùa, vua phải nói là kính phục. Ban tặng một cái bản là Quang Minh Tự, chùa này có quang minh từ câu Phật hiệu, cho nên câu Phật hiệu là vô lượng quang. Mình niệm chưa toàn tâm thanh tịnh, tánh đức mình chưa để trên đó để mình niệm, cho nên thành ra niềm tin chưa đủ, cho nên quang minh đâu có phát đâu. Mà có chuyện này, có Ngài làm được, mình làm được, nhưng mà điều mình không chịu làm, với hai nữa mình hung tu hàm dưỡng không đủ. Thì cái sự thị tịch của Ngài nó mới là đặc kỳ nha quý vị nha. Một hôm đó rồi Ngài leo lên trên cây liễu, Ngài niệm Phật, Ngài nguyện Phật đến rước Ngài vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chắp tay quay mặt về phương Tây, từ trên cây nhảy xuống, chắp tay trang nghiêm ngồi, thân Ngài rớt từ trên cây liễu xuống, như cái lá bay xuống từ từ, không rớt cái bịch, mình mà rớt xuống chắc gãy họng quá. Rớt xuống từ từ ngồi chắp tay quay mặt về phương Tây mà thị tịch. Đại chúng kinh ngạc. Trời ơi, cái lúc chết giống như cua trụng nước sôi, cái lúc vừa sanh ra giống như lùa, con rùa mà lột mai, nó đau đớn. Thì hỏi làm sao mình tự tại, nằm trên giường nó còn đau đớn nữa kìa. Ngồi không nổi, hết sức hết lực rồi, muốn ngồi không nổi, còn cái này leo lên cây nhảy xuống, tự tại vãng sanh. Kinh khủng. Mình đừng có bày làm như vậy, nó gãy, nó nhảy xuống một cái, lúc đó không dẫn sanh Tây Phương mà dẫn thanh Tây Ninh cái chết. Không, mình không phải là Ngài Thiện Đạo thì đừng có làm cái vụ đó nha. Kêu ô, nghe thầy nhàn giảng hay quá, để tôi buổi diễn giống Ngài Thiện Đạo đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gãy xuống rặn, nhảy xuống cái gãy hai đường cửa mất. Không, cho nên mình ra mình không phải là Ngài Thiện Đạo thì chớ dạy làm. Thôi nằm ra đi được rồi, đừng có kiểu mà bắt chước. Khả năng mình không có, cho nên Ấn Tổ nói mình không phải là Bồ Tát thì đừng bắt chước giống Bồ Tát. Nhiều người nói gì? Tâm mình là Phật rồi, tâm mình là thanh tịnh rồi, cho nên ăn cái con thú gì vô tâm cũng thanh tịnh, làm gì có tội.
thì các vị Bồ Tát nói được. Ngài ăn miếng thịt vô là thịt gà, hả miệng ra cái con gà sống nó bay ra. Còn mình, tâm mình là phàm phu, ăn miếng thịt vô nhả ra nguyên khối còn chưa được nữa, nó nhai nhuyễn ngon quá, chấp 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 ngon quá, nhai xuống hết nó thành phân rồi, nhả nguyên khối còn không được chứ đừng nói con gà, thì thành nghiệp rồi, đúng không? Hay, lý luận hay. Các vị Bồ Tát á, uống rượu vô nhả ra bàn để thiếp tượng, nhả ra cái là cây ở dưới trồi lên để cất chùa. Còn mình uống rượu vô say xỉn, tôi nói với má mày ở nhà, hồi trước ông cụ ba con giấc nhà chiều nào cũng có người sĩ, lúc đó nhỏ mình đi mua rượu về con cầu nó hoài, tôi nói với má mày ở nhà, cứ vậy ông nói hoài á, cái gì đâu có nhớ gì đâu đâu nói. Thì nhả ra vàng, nhả ra rượu, còn nguyên rượu không có, toàn là đờm giải thôi chứ đừng, nguyên rượu còn không có nữa chứ đừng có nói là nhả ra vàng, thì là phàm phu, không nên bắt chước các vị Bồ Tát. Ngài tế điên, ngài ăn con gà trong miệng bay ra, mình nói tế điên ông cũng ăn gà, tôi cũng ăn, có tội lỗi gì? Nhưng mà mình ăn khác nhau hết hẳn luôn. Ngài tế điên ăn cái một miếng thịt gà, hả miệng ra con gà bay ra, còn mình gì? Mình ăn vô cái nó đi xuống dưới luôn ra. Khác không? Khác chứ. Vậy thì chớ ăn nha. Ai ăn không? Ở trong này có ai ăn không? Ai ăn giơ tay coi. Đụng đến thiệt hại chúng sanh là tội. Tài sắc danh, hai cái này của người phải tranh đấu dữ lắm mới có thể có được, làm khổ cực ngày đêm mới tìm ra được đồng tiền, tiền cũ không phải dễ gì có. Sắc dục mới cưới, muốn cưới một cô vợ là thôi tính toán đủ điều, không phải dễ. Chiếm hữu một cô nàng đó là cũng cả một kỳ công. Thầy thì không biết cái vụ này rồi. Rồi sao nữa? Danh, trời ơi, cả một vấn đề không phải là dễ. Nhưng mà thực với thì hai cái đó dễ vô cùng. Mệt một cái là vùi đầu lên ngủ, ai kêu cũng không có thể thức dậy được hết. Tôi mệt quá rồi, tôi bệnh rồi. Ăn thì thôi, hỏi tìm món ngon vật lạ. Thì hai cái này thì dễ đọa lạc vô cùng. Càng ngủ nhiều sâu trong đó là vô minh nó càng sâu dày, không thời gian để mà suy nghĩ tính toán làm việc và niệm Phật được. Người mà hít thở niệm Phật ngủ có 3-4 tiếng đủ quý vị. Ngủ à. Còn không hít thở niệm Phật, tâm vọng tưởng lên nằm vùi đầu, có những lúc mệt quá ngủ cũng không được luôn. Nó thiếu không khí trong đó ngủ cũng không được luôn. Mà ngủ được một cái là nó nằm ê chề đến 7-8 giờ sáng dậy không nổi. Người này tâm lực thiếu, khí lực thiếu, cộng thêm nữa không giữ được cái chuyện vợ chồng gọi là tinh lực thiếu nữa thì thôi rồi. Tinh khí thần mà thiếu thì con người này vứt đi, không có xài được. Làm kẻ tầm thường hơn người tầm thường, làm kẻ tiểu nhân hơn người tiểu nhân, làm kẻ hạ liệt hơn người hạ liệt. Thế mà không tốn một đồng, không hao một sức, giữ được ngũ dục này, không cho phạm và niệm câu Phật hiệu, thì con người này phi thường, quân tử trên quân tử, Phật tử trên Phật tử. Con người này trên cả con người tầm thường, người trên của ngài, của người bình thường, không tốn một xu một sức gì hết cả. Ấn Độ hay nói chỗ này, sao mình không làm, không ai nhắc nhở, không có thầy lành bạn tốt. Thầy lành bạn tốt quan trọng lắm á nghe. Tâm lực yếu mà gặp bạn xấu mà thầy xấu một cái nữa là thôi, lũ mù dắt kẻ đuôi đi xa hầm sập hố chết. Văn Sao là vị thầy mẫu mực, không phải chối cãi, không phải suy nghĩ suy lường linh tinh gì nữa cả. Hết giờ rồi, gần 11:30. Thỉnh quý vị đứng dậy hồi hướng.